người này còn một câu hỏi nhỏ nữa còn một câu hỏi kèm theo lúc thọ giới phải hiểu lời pháp sư mới có thể coi là đắc giới hay không làm thế nào mới được coi là hiểu được lời pháp sư pháp sư là thiện nam tử thiện nữ nhân truyền thọ quy giới Tam quy ngụ giới Không phải là lời nói của họ Họ thay mặt Phật nói Cho nên chỗ này không phải là Hiểu lời Pháp Sư Mà nên nói là Hiểu được như lai Chân thật nghĩa Như vậy mới đúng Không phải là lời Pháp Sư Hiện nay câu từ chúng ta dùng trong nghi thức tam quy Là của Đại sư Hoàng Nhất Đệ Sướng Ngày ấy trích ra từ trong giới kinh Nói với chúng ta Năm đó khi Thế Tôn còn tại thế Đã dùng những câu từ này rất đơn giản làm thế nào tỷ hội đúng đắn như lai chân thực nghĩa điều này quan trọng cho nên chúng tôi đều có giảng dạy chi tiết tam quy ngũ giới Vẫn là nên nghe nhiều Có nên thọ giới không? Phải thọ Tin gọi thọ cũng được Gieo hạt giống trong a la gia thức Kết pháp duyên với tam bảo Duyên này vô du ủng thù thắng Còn, còn duyên này có thể khởi tác dụng vì thì nó không phải là chuyện thời gian dài ngắn mà là đời đời kiếp kiếp chỉ cần có duyên gặp được phật pháp thì duyên này sẽ khởi hiện hành người thọ giới sẽ nâng cao cho nên thọ tam quy tốt hơn không thọ Trước đây thì lý đề xứ Khuyên người thọ tam quy Không khuyên người thọ giới Thì có ba không Không khuyên người thọ giới Không khuyên người ăn chay Không khuyên người xuất gia Bởi vì những điều này Không dễ gì làm được Ngài khuyên họ quy y cầu thọ tam quy Đây là kết pháp duyên Dụng ý này rất sâu Rất hiếm có Câu uhm. hỏi tiếp theo Hiện nay có rất nhiều người thiện tâm Nhập nội dung Đại Tạng Kinh vào máy tính Đưa lên mạng cúng dường đại chúng Nhưng có rất nhiều chữ cổ mà trong máy tính không có một số người dùng chữ tương tự để thay thế Xin hỏi, sửa đổi kinh điển như vậy có đúng pháp hay không? Có phải chịu trách nhiệm nhân quả không? Bạn hỏi rất hay, không sai Sửa đổi chữ viết trong kinh điển Phải chịu trách nhiệm nhân quả Đại Đức Xưa có nói Chuyện ngữ sai một chữ Quả báo bị đọa làm 500 kiếp hồ ly Trách nhiệm này không nhỏ Cho nên Đại Đức Xưa khuyên chúng ta Cho dù nhìn thấy chữ đó trong kinh điển viết sai Viết sai rất rõ ràng Cũng không thể sửa Sợ điều gì? Sợ có tiền lệ này Mọi người có thể tùy tiện sửa Sửa tới sau cùng quyển kinh này hoàn toàn biến chất Nên làm thế nào? Nên chú giải Chú giải ở bên cạnh Chữ này nên là chữ nào? Có thể là chữ nào? Làm tham khảo cho người nghiên cứu Đọc tụng kinh điển Không thể sửa Nhất định phải giữ nguyên như cũ Tại sao trong đó có chữ sai Thời xưa kinh điển đều chép tay Khó tránh được chép sai Chuyện này rất có khả năng Khó tránh được chép sai Nhưng mà chép sai cũng không thể sửa Nếu bản kinh khác phiên bản không giống Sau so khi đối chiếu bản kinh khác đó bạn phải ghi chú ở bên cạnh là Chữ này trong bản kinh nào là chữ gì Chú dạy rõ ràng để mọi người tham khảo Vậy mới đúng Không tị sửa Người này còn có câu hỏi kèm theo Nếu như chỗ in sai trong kinh rất nhiều Không tiện để lưu hành Nên xử lý như thế nào Không thể lưu hành phương pháp xử lý đốt trong lò đốt có thể làm như vậy nếu như không có lò đốt như hiện nay rất có trọng bảo vệ môi trường bạn có thể đóng gói ngay ngắn rồi chôn xuống đất tìm một nơi sạch sẽ đào lên rồi chôn xuống dưới đều được Câu hỏi tiếp theo Du tịnh ý công ngộ táo thần ký Trong đó tiên sinh du tịnh ý Chỉ có suy nghĩ ác Mà liên tiếp gặp nhiều ác báo lớn nhưng rất nhiều người không chuyện ác nào không làm tại sao ác báo vẫn chưa hiện tiền vấn đề này từ xưa đến nay có rất nhiều người hỏi vấn đề này mà đại đức xưa cũng dạng rất rõ ràng cho chúng ta họ làm ác ác báo vẫn chưa hiện tiền là nhờ phước báo còn lại của họ trong đời quá khứ phước của họ tu quá lớn phước của họ bị tổn hại rồi mà họ vẫn còn phước báo cho nên ác báo của họ chưa hiện tiền là đạo lý này họ gượng hết phước báo thì ác báo liền hiện tiền. Lời này rất có lý. Nói ngược lại, người này là người tu phước, là người thiện lương. Mặc dù cả đời tu phước, Họ lại gặp rất nhiều gian nan khổ cực Tại sao họ lại không gặp quả báo tốt Người xưa giải thích cho chúng ta Ác nghiệp đời quá khứ họ tạo rất nặng Nếu như đời này không tu phước Khổ nạn mà họ gặp phải Càng nặng hơn Đã giảm bớt một phần rồi Những con tội nghiệp Xót lại Cho nên Phước báo không thể hiện tiền Sau khi tội nghiệp tiêu trừ Phước báo họ tu liền hiện tiền Đây là thật Không phải giả Thiện có thiện báo Ác có ác báo Chúng ta có thể nhận thức rõ ràng Chỉ cần bạn nỗ lực tu thiện Như tiên sinh du tịnh ý Gặp được thần bếp điểm hóa Nghiêm túc sám hối Sau khi sám hối tiêu trừ nghiệp chướng Phước báo của ông hiện tiền Từ đó thấy được Sức nặng của nghiệp đã tạo trong đời quá khứ So, so sánh ông với tiên sinh liễu phàm Nghiệp chứng của tiên sinh liễu phàm nhẹ hơn à, Sau khi sám hối Phước báo hiện tiền Không sai chút nào Cho nên vận mệnh do chính mình tạo Không phải do người khác đặt ra Không <laughs> liên quan tới, Phật, Phật, Bồ Tát, đương quan đương tới Phật. Phật Bồ Tát Không liên đương quan đương tới Thượng Đế không liên quan tới diêm dương bản thân tạo nghiệp thiện và bất thiện trong đời quá khứ đây mới là chủ tệ của vận mệnh sau khi biết được có thể sửa đổi vận mệnh tự mình tạo đương nhiên có thể sửa đoạn hết thảy ác tu hết thảy thiện liền sửa mệnh bốc quả báo kiện tiền rất nhanh có lúc hiện tiền rất chậm Vì thì bạn phải hiểu được Tội chứng nghiệp lực mình tạo trong đời quá khứ sâu nặng Chỉ cần bạn có tính tâm kiên định Dịnh diện không thoái chuyển Nghiệp chứng sẽ tiêu trừ Tiêu trừ rồi Dựng mệnh của bạn sẽ xoay chuyển Câu hỏi tiếp theo Trong Kinh Phạm Vọng nói Nhìn thấy người khác Buôn bán Kinh sách tượng Phật Phải chuột về Xin hỏi buôn bán tượng Phật Kinh sách ở đây có nghĩa là gì? Tinh thần của câu này Nên áp dụng trong xã hội hiện nay Như thế nào? buôn bán kinh sách tượng phật lúc gặp được ở đây nói là chuột về hiện nay chúng ta nói gặp được thì nên mua tại sao vậy lưu thông phật pháp tượng phật để mọi người cúng dường kinh phật để mọi người đọc tụng phước báo này lớn nhưng mà xã hội hiện nay không giống trước đây xã hội trước đây tượng phật và kinh sách vô cùng hiếm có kỹ thuật in ấn chế tác không phát triển ví dụ như cắt một bức tượng phật phải mất thời gian bao lâu một người thợ giỏi một năm có thể cắt bao nhiêu bức tượng nếu như nói bức tượng lớn một chút tượng phật điêu khắc cao khoảng một hay hai mét đại khái phải mất thời gian nửa năm không dễ dàng tranh màu cũng vô cùng khó khăn hiện nay tạo một cái khuôn sản xuất số lượng lớn trong thời gian rất ngắn tranh vẽ thì hiện nay in ấn tranh phục chế có lúc còn tinh xảo còn đẹp hơn tranh gốc giá thành lại rẻ lưu hành số lượng lớn để tử phật chúng ta gặp được có năng lực thì mua về kết duyên với đồng tham đạo hữu chuyện này tốt à, nên, tiếp dẫn người mới học phật thì càng tốt à, nên, người tự lực đề sướng công việc này vào thời cận đại là đại sư ấn quan ngày ấy tiếp nhận cúng dường của tứ chúng đồng tu ngài không có chỗ tiêu tiền đem số tiền này thành lập hoàng hóa xã hoàng hóa xã của chùa báo quốc tu châu là số tiền mà tứ chúng đệ tử cúng dường Ngài Đó là nơi lưu hành kinh Phật Ở đó cũng khắc tượng Phật Tranh khắc bản Tranh khắc bản bằng gỗ Cũng in ra để lưu hành Làm vô cùng tinh xảo trang nghiêm Ngài dẫn đầu làm Chúng tôi nghe nói qua Chúng tôi từng tới Tô Châu tham quan Tốt Chúng tôi hoan hỷ tán tháng Cho nên cũng nói theo Chúng tôi gặp được tượng Phật tốt Tranh vẽ tượng Phật Chỉ cần không có bản quyền Chúng tôi đều lưu hành số lượng lớn nếu có bản quyền chúng tôi không dám xâm phạm quyền tác giả kinh sách cũng như vậy không có bản quyền chúng tôi đều đang không ngừng lưu hành cho nên trước đây nói buôn bán kinh sách tượng phật đó đều là rất quý giá rất hiếm có gặp được thì đó là phật bảo tượng phật là bảo kinh sách cũng là bảo hiện nay chúng ta gặp được đương nhiên không giống trước đây nếu như gặp được sách cũ tấm chỉ lúc gặp được nếu có khả năng thì nên mua sau khi mua về các vị tại gia xuất gia nào Thật sự nghiên cứu Cúng dường họ Họ cần dùng tới Họ thi sách này Sẽ sanh tâm hoan hỷ Thậm chí Chúng tôi gặp được những sách này Chúng tôi đều Mang đi in lại Bởi vì những sách này không có bản quyền Sách đóng chỉ không có bản quyền chúng tôi đều mang đi in lại lưu hành để càng nhiều người có thể đọc được mang về làm bạn thảo gốc, làm bạn thảo gốc để in ấn câu hỏi tiếp theo có một cách nói tham gia trợ điểm nếu không thể thì người mất tới thế giới tây phương cực lạc Người mất sẽ gây phiền phức cho cư sĩ Cũng phải gánh nghiệp cho người mất Chuyện này khiến rất nhiều người không dám trợ niệm cho người mất Xin lạc Pháp Sư từ bi khai tị Tôi nghĩ người mất sẽ không có tâm báo thù này Có tâm báo thù này thì có sân hận Họ có sân hận, có báo thù Thì họ không thể sinh vào đường thiện Điều này là chắc chắn Người khác thực sự tới giúp đỡ Có thể giảng sanh hay không Dẫn do bản thân Nếu họ tiếp nhận sự giúp đỡ Thực sự liền giảng sanh Lúc lâm chung Đó là một niệm mấu chốt Quan trọng nhất một niệm này nhắc dở họ Trợ niệm là nhắc dở họ Buông xuống hết thảy Một câu a di đà Phật Họ liền chắc chắn được giảng sanh Nếu như, như một điểm cuối cùng Không thể buông xuống thân bằng quyến thuộc Họ sẽ không thể giảng sanh Không thể giảng sanh trợ niệm có lợi ích không? Có, giảm bớt đau khổ của họ. Thường, Thường rơi vào đường ác, họ cũng nâng lên. Đọa địa ngục giúp đỡ họ nâng lên cõi ngạ quỷ. Đọa ngạ quỷ giúp họ nâng lên cõi súc sanh. Đọa súc sanh giúp họ lại tới cõi người. Đây là chuyện tốt. Có rất nhiều chỗ tốt. Sao họ lại tới gây phiền phức nếu như tới gây phiền phức có thể thấy được tâm sân hận của người này rất nặng tâm sân hận rất nặng thì đó là nghiệp nhân của địa ngục họ cũng không thể tìm được người giúp họ cho nên chuyện này là bản thân chúng ta nghĩ quá nhiều không nên có những suy nghĩ này nên thành tâm thành ý giúp đỡ người mất ít nhất nếu họ không thể tiếp nhận Giảm bớt sự đau khổ của họ Có chỗ tốt đối với họ Tôi tin rằng thông thường mà nói Họ sẽ cảm ơn Câu hỏi tiếp theo Đệ tử học tập Phật Pháp Đại Thừa Thực sự giải quyết không ít vấn đề Nhưng tính tâm vẫn lúc tăng lúc giảm Xin hỏi làm thế nào xây dựng tính tâm kiên định không thay đổi Chuyện này nhất định phải hạ công phu từ kinh giáo Nếu như không có nền tảng kinh giáo sâu dày Rất khó có tính tâm Cho nên trong Đại Thừa Giáo Đức Phật nói Thân người khó được Phật Pháp khó nghe chữ khó này có ý nghĩa rất sâu bạn có cơ hội nghe được phật pháp nghe không hiểu đó cũng là khó nghe hiểu nhưng hoài nghi cũng là khó tính tâm không đủ cũng là khó sau khi tin lại dao động lại thoái chuyển vẫn là khó cho nên ý nghĩa của chữ khó này rất sâu rất rộng tới lúc nào tính tâm kiên định bạn hiểu rõ ràng thấu suốt chân tướng sự thực bạn chắc chắn sẽ không thoái chuyển bạn thực sự hiểu rõ phương hướng mục tiêu trong cuộc đời này bạn sẽ một lòng một dạ tinh tấn Hướng tới phương hướng này Hướng tới mục tiêu này Vậy thì bạn nhất định thành tựu Đây là khó gặp Bá thiên dạng kiếp đang tao ngộ Bạn thực sự gặp được rồi Đáng để chúc mừng Đây là may mắn Đời này chắc chắn được giải thoát Câu hỏi tiếp theo Mấy người đồng tu xuất gia Chí đồng đạo hợp chúng con Mỗi ngày ở cùng nhau Nghe kinh niệm Phật Nhưng có một hai người Ưa thích Hoa hư lễ Phật hoặc cộng tu không chuyên tâm ảnh hưởng người khác xin hỏi nên điều chỉnh như thế nào để mọi người yên tâm tu đạo đây là tập khí của mỗi đồng tu không giống nhau phải khuyên nhủ dùng hương thoa lên người đây là bột thơm nước hoa mà hiện nay chúng ta thường nói tới cũng thuộc về thoa hương thoa lên trên người có sở thích này đều chướng ngại tu hành Người tu hành đến điều này Cũng phải buông xuống Mục đích tu hành Là tâm thanh tịnh Đây là tịnh độ tông Mười đại tông phái Cũng không ngoài giác chánh tịnh Tịnh tông và mật tông Đều tu tâm thanh tịnh Giáo hạ tu chánh tri chánh kiến Tánh tông thiện tông Tu đại triệt đại ngộ Trên thực tế là một mà ba Ba mà một Đều phải rời những vọng tượng phân biệt chấp trước này Bạn mới có thể đạt được Có những sở thích này đều là chứng ngại Cho nên đồng tu với nhau nên khuyên nhủ. Đặc biệt người xưa nói rất hay Thà động nước ngàn sông Chứ không động tâm người tu đạo Đừng quý nhiễu người khác tu hành Như vậy là được Có đồng tu nói Nếu đã thọ Bồ Tát giới Cho dù đọa địa ngục Cũng không phải thọ hình không thọ nhân quả báo ứng Trong địa ngục vẫn có thể niệm Phật như thường Xin lão Pháp Sư khai thị Điều này tôi chưa từng nghe nói Là ai nói ra lời này vậy Tìm chứng cứ trong kinh điển Cho chúng ta thấy tự xem Chúng ta nghe Đại Đức Xưa dạng tương phản với điều này, tại Đức sư thường nói trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều, câu này là lời cảnh cáo nghiêm trọng, thọ giới không thể trì giới mà phạm giới phá giới đều là nghiệp nhân đọa địa ngục. Đọa địa ngục Làm sao lại không thọ hình Làm gì có đạo lý này Bạn thật sự trì giới Trì giới rất tốt Chắc chắn không đọa địa ngục Chỉ có phạm giới phá giới Mới đọa địa ngục Đọa địa ngục chắc chắn Thọ khổ báo địa ngục đây là chuyện chúng ta chưa từng nghe nói <laughs> Câu hỏi tiếp theo Phật là điều ngự trượng phu Lại nói Phật không độ người vô duyên Xin hỏi hai điều này có mâu thuẫn không? Không mâu thuẫn Tí nào là vô duyên họ không tiếp nhận? Phật rất vui vẻ giúp đỡ họ Nhưng họ không thể tiếp nhận Đó gọi là vô duyên họ nói tôi rất muốn tiếp nhận rất muốn tiếp nhận tôi cũng tin rằng họ có tâm này nhưng họ có nghiệp chướng nghiệp chướng chướng lại họ không thể tiếp nhận nghiệp chứng này là gì là tam trọng chứng thường nói tới trong kinh điển có tam trọng chứng này thì không còn cách nào Phật không độ được họ tam trọng chứng là ngạo mạn đố kỵ tham dục trước đó chúng ta từng học trong kinh hoa nghiêm chỉ cần có ba loại chướng này chư phật bồ tát tự mình tới dạy họ họ cũng không có cách nào không những không thể giúp đỡ họ nâng cao cảnh giới Dạng hết thảy kinh Họ nghe không hiểu Cho nên trước đây Thầy giáo dạy học Đối với mỗi học trò không dũng nhau thì giáo dạy học trò họ nhìn học trò có học trò có thể dạy có học trò không thể dạy họ nhìn điều gì nhìn nghiệp chướng dày mỏng của người học trò này nghiệp chướng mỏng rất nhẹ thì có thể dạy dạy nhiều một chút nghiệp chứng rất nặng thì không thể dạy sẽ không dạy nữa để họ theo đại chúng cùng tới nghe là được lúc chúng tôi còn trẻ theo thầy lý học kinh giáo lớp của tôi là lớp kinh học học giảng kinh hai mươi mấy người thái độ của thầy đối với mỗi người trong số hai mươi mấy người chúng tôi không giống nhau có học trò thì thầy rất nghiêm khắc có học trò thì thầy lại rất khách sáo giống như đối đại với khách vậy lúc đó tôi thấy vậy lấy làm lạ sao thầy lại đối xử như vậy với học trò Bị thầy nhìn ra được Một ngày nọ Thầy gọi tôi tới phòng Nói với tôi chuyện này Thầy nói Người thật sự học Thật sự chịu làm Có thể đánh Có thể mắng Đánh mắng chúng Chúng còn cảm ơn Học trò này phải dạy thật tốt Phải dạy nghiêm túc Người kia không thể dạy Nói được vài câu mặt liền đỏ Vậy thì hiểu được Không thể nói thêm nữa Nói nữa sẽ kích oán Đó là tùy hỷ công đức Để họ tới dự thính Có thể nghe được bao nhiêu Thì bấy nhiêu là của họ Trong thiện căn mà thôi Chúng tôi mới hiểu rõ cho nên thầy giáo dạy học trò Nhìn học trò điều gì? Nhìn sự thành kính của học trò Chúng ta nói là tu sư trọng đạo Sự thành kính đối với Thầy Chính là sự tôn trọng đạo nghiệp Có tâm thành kính 10 phần Bạn dạy họ 9 phần Bạn còn có lỗi với họ Họ có thể tiếp nhận 10 phần Bạn chỉ dạy họ 9 phần thật có lỗi Nếu như họ chỉ có tâm tôn trọng hai phần Bạn dạy họ 3 phần vậy là bị thừa họ không thể tiếp nhận một phần đó đây là nguyên tắc thì giáo dạy học pháp thế gian và xuất thế gian thời xưa cho nên chắc chắn đừng cho rằng ngoài mặt đối với thầy cung kính thì thầy liền vui vẻ không phải như vậy cung kính là không ngạo mạn không đố kỵ chướng ngại của họ nhẹ và giúp đỡ người học trò này không có tâm cung kính hay nói cách khác tam trọng chứng của họ rất nghiêm trọng bạn dạy họ cũng vô dụng họ không thể tiếp thu không thể tiếp nhận không phải thầy giáo phân biệt nặng nhẹ đối với học trò không phải vậy thầy giáo hoàn toàn nhìn vào xem bạn có thể tiếp nhận được bao nhiêu câu hỏi tiếp theo xin hỏi tự tánh phật tánh pháp tánh chân tánh ý nghĩa có giống nhau không là dũng nhau à, người này hỏi tiếp dân, duyên sanh vô tánh duyên khởi ánh không chữ tánh ở đây là tự tánh đúng không là tự tánh làm thế nào để hiểu được tự tánh vô tánh ánh không những danh từ này phật nói rất nhiều tại sao nói nhiều như vậy Ý nghĩa là dạy bạn đừng chấp trước Nói một danh từ Bạn sẽ luôn chấp trước Nói nhiều vài danh từ Nói thế nào đều được Đều là một chuyện Chỉ cần bạn hiểu được ý nghĩa của nó Đừng chấp trước vào tướng danh từ Mã Minh Bồ Tát Trong khởi tính luận dạy chúng ta Người học tập phải nắm vững ba nguyên tắc nghe kinh hoặc là nghiên cứu kinh giáo nghe kinh không chấp tướng ngôn thuyết quyển kinh chữ viết là ký hiệu của ngôn ngữ nếu như vậy chúng ta không chấp tướng ngôn thuyết thì đừng chấp tướng danh tự bạn chấp trước tướng danh tự thì sai rồi Đây là điều đầu tiên Điều thứ hai là đừng chấp tướng danh tự Tức là danh từ thuật ngữ Từ tánh, vô tánh, tánh không Đều là thuật ngữ Bạn đừng chấp trước tướng này Bạn mới thực sự có thể hiểu được ý của Ngài Thứ ba là không thể chấp tướng tâm duyên Tâm duyên là gì? Tôi nhìn thấy danh từ này Nghĩ tới nó có nghĩa là gì? Ý nghĩa bạn nghĩ không phải là ý nghĩa Phật nói Là ý của bản thân bạn Bản thân bạn ở đó cởi phân biệt chấp trước Lại nói với bạn Phật có ý nghĩa gì Nghiêm túc và nói Phật không có ý nghĩa Nếu Phật có ý nghĩa Thì Phật là phàm Phu phàm Phu mới có ý nghĩa Phật Bồ Tát làm gì có ý nghĩa Hết tẩy pháp Vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc Đó là ý nghĩa của Phật Chắc chắn không có vọng tượng Phân biệt chấp trước Sợ dĩ Tại sao chúng ta học Nhưng không thể khí nhập cảnh giới Đó là do Chúng ta không rời được phân biệt chấp trước Vậy khởi tâm đồng niệm Thì càng không cần nói tới Cho nên chúng ta dịnh diện Không hiểu ý nghĩa lời như Lai nói Hiện nay Chúng ta thể hội được ý nghĩa của Kinh Phật Tất cả đều là ý của bản thân Nghe Kinh Phật, đọc Kinh Phật Ý nghĩa của bản thân Đang phản ánh Không phải tự tánh Nếu là tự tánh Vậy thì sẽ kế nhập với tự tánh Đó là minh tâm kiến tánh làm thế nào mới có thể minh tâm kiến tánh Hiện nay chúng ta chỉ biết được một ít đầu mối Sáu căn trong cảnh giới sáu trần Bất kể là thế gian Pháp hay Phật Pháp Đều có thể làm được không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước Bạn nghe kinh vừa nghe liền khai ngộ Vừa tiếp xúc liền khai ngộ Giống như Đại sư Huệ Năng vậy Tại sao ngày ấy vừa nghe vừa tiếp xúc Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Ngày ấy không có khởi tâm độc niệm Chủ khó của chúng ta là gì Luôn nghĩ những danh từ Danh tướng này Rốt cuộc có nghĩa là gì Làm sao giải thích mà muốn hỏi Phật Bồ Tát cũng giảng cho bạn Giảng điều gì? Giảng ý nghĩa của bạn Không phải ý nghĩa của Phật Phật không có ý nghĩa Cho nên lúc nào thật sự hiểu được Phật không có ý nghĩa Phật không có ý nghĩa có thể sanh vô lượng ý nghĩa Chúng ta khẳng định một ý nghĩa Vì được chấp chặt vào ý nghĩa này Không thể nào có ý nghĩa thứ hai Không có sự viên dung tự tại như người khác Câu từ nào cũng vô lượng nghĩa Tại sao lại nói là vô lượng nghĩa Thật kiếm có Đại sư Hiền Thụ đã giải thích cho chúng ta vốn là xuất sanh vô tận Ngài dạng ba loại rộng khắp Rộng khắp Pháp giới Xuất sanh vô tận Bao hàm không ngủ bất kể là sắc pháp hoặc là tâm pháp hiện nay nói là hiện tượng vật chất hoặc là hiện tượng tinh thần đều có ba loại rộng khắp bất kể lớn nhỏ lớn thì nói tới vũ trụ nhỏ thì nói tới di trần trong cơ thể của chúng ta Lớn thì nói tới toàn thân Nhỏ thì nói tới lỗ chân lông Không gì không là rộng khắp pháp giới Xuất sanh vô tận Bao hàm không hữu Ba loại rộng khắp này Phật nói nhiều danh từ như vậy Tại Đức Sư cũng có giải thích Trong trường hợp nào đó Phật cảm thấy dùng danh từ nào thuận tiện Điều này cũng có lý Tóm lại Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh Là hy vọng bạn có thể mau chóng khế nhập vừa tiếp xúc bạn liền thông đạt hiểu rõ luôn thích hợp với căn tánh của bạn đây gọi là ứng cơ thuyết pháp bạn có cảm vật có ứng thuyết pháp cũng là ứng câu hỏi tiếp theo mang nghiệp dạng sanh chỉ mang nghiệp cũ không mang nghiệp mới xin hỏi giới hạn của nghiệp cũ và nghiệp mới là gì trong tịnh tông giảng nghiệp cũ là nghiệp trước đây đã tạo nghiệp mới là nghiệp hiện nay tạo trước đây là lúc nào tạo vào ngày hôm qua cũng là trước đây sáng nay tạo cũng là trước đây tạo trước hiện tại một phút cũng là trước đây đó đều gọi là nghiệp cũ Đều có thể mang theo Không mang theo nghiệp mới là thế nào Nghiệp hiện nay tạo Hiện nay là gì Một niệm hiện tiền Cho nên người giảng sanh Một niệm sau cùng lúc lâm chung Là a di đà Phật Một niệm trước đó của họ là Tham sân si mạng đều không sao chỉ cần niệm cuối cùng là a di đà Phật là được Nghe được cách nói này Tạo thêm chút ác nghiệp cũng chẳng sao Lúc lâm chung Chỉ cần tôi nắm chắc niệm cuối cùng là thành công rồi Về lý mà nói là như vậy Về sự mà nói E rằng tới lúc đó Bản thân bạn cũng không nắm chắc được một niệm sau cùng tham si sân si sanh khởi Vậy thì một đời của bạn đều bị quỷ hoại hết Cho nên bình thường giống như là luyện binh vậy Một niệm cuối cùng là đánh trận Luôn phải luyện cho quen thuộc, thuộc lòng rồi Khởi tâm động niệm đều là a di đà Phật Vậy thì bạn liền có nắm chắc Vẫn còn ý nghĩ khác xen tạp trong đó Sẽ không nắm chắc phải hiểu đạo lý này cho nên nghiệp mới nghiệp cũ là ở hiện tiền hiện tiền là nghiệp mới trước đây đều là nghiệp cũ phải biết điều này chúng ta vẫn nghiêm túc nỗ lực Tiếp theo người này hỏi Mới học Phật Đệ tử chưa thể ngay lập tức làm được Không tạo nghiệp nữa Chỉ có thể từ từ sửa đổi Nếu lại tạo nghiệp mới Giảng sanh có phải là không có phần của con Thật sự Bạn nghe hiểu những lời tôi vừa nói Vấn đề của bạn cũng được giải quyết Cho nên nói tới một niệm cuối cùng Nhất định phải nghiêm túc nỗ lực Không những không tạo ác nghiệp Tạo thiện nghiệp Cũng không để ở trong lòng Thì bạn mới không chứng ngại Thường nghĩ tới thiện nghiệp đã tạo Không tốt vẫn là chứng ngại Cho nên dạy bạn niệm niệm đều là niệm A-di-đà Phật Bất kể thiện hay ác Đều đổi thành a di đà Phật Vậy mới đúng Câu hỏi tiếp theo Một số người trẻ tuổi học Phật Cả ngày Chỉ nghĩ đến chuyện xuất thế gian không hề để ý chút nào tới những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống Đọc sách, làm việc đều qua loa Không hòa hợp với đồng tu đại chúng vì thế mà phiền não càng nhiều tâm tư càng loạn ngược lại muốn từ bỏ học phật xin lão pháp sư chỉ dạy học phật như vậy là sai lầm cho nên học phật chúng ta thông thường đều là căn tánh trung hạ không phải người có tưởng tượng, tượng căn Cũng không phải người hạ ngu Tưởng tượng, tượng căn và hạ ngu Ngược lại dễ dàng Giữa đó có một khúc rất phiền phức Cao không cao, thấp không thấp Cho nên Chư Phật Bồ Tát hạ nhiều công phu Dùng nhiều thời gian Đối với những chúng sanh này Thượng tượng căn dễ dạy Giống như Đại sư Huệ Năng dễ dạy Hà Hà Căng cũng dễ dạy Họ không có dọc niệm Vậy họ niệm a di đà Phật Họ liền thành thật niệm Niệm hai ba năm Họ từng sự giảng sanh Chỉ có khúc ở giữa phiền phức Khúc ở giữa Quan trọng nhất là Phải dùng giáo lý giúp họ Hiểu được chân tướng sự thật cho nên vậy là đối với người căn tánh trung hạ mà nói Tại sao chúng ta không thành thật Tại sao không thể buông xuống Vì không hiểu chân tướng sự thật Tại sao không thể chung sống với người khác đó là gì phân biệt chấp trước quá nặng buông xuống phân biệt chấp trước thì dễ chung sống rồi cho nên thật sự học phật bạn xem đức phật đưa ra giới luật quan trọng khi chung sống với đại chúng cho chúng ta đó là lục hòa kính tại gia học phật dùng trong gia đình xuất gia học phật dùng trong đạo tràng Kiến hòa đồng giải Câu nói này Hiện nay chúng ta nói là Xây dựng nhận thức chung Mọi người chung sống cùng nhau Có cùng nhận thức Điều này quan trọng nhất Là một điều kiện quan trọng nhất Trong hòa hợp tu tịnh độ chúng ta không cách nào nâng cao tới cảnh giới phật bồ tát vậy chúng ta y điều gì y giới luật y kinh giáo tư tưởng kiến giải của chúng ta lấy kinh giáo làm tiêu chuẩn tương đương với kinh giáo chánh tri chánh kiến làm trái với kinh giáo tà tri tà kiến điều này bản thân phải có thể khẳng định lời nói hành vi của chúng ta lấy giới luật làm tiêu chuẩn phù hợp giới luật chánh hạnh làm trái giới luật tà hạnh Đây là quy phạm của cuộc sống chúng ta Cho nên chúng ta thường khuyến khích đồng tu Học Phật bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ chung sống với người khác Cũng tức là tu lục hòa kính Bởi vì con người là động vật xã hội Không thể rời khỏi quần thể Trong gia đình Cha con, anh em, cũng là một xã hội nhỏ Đoàn thể nhỏ Trong Phật Pháp Bốn người gọi là nhất chúng Là đoàn thể Phật Pháp nói bốn người Bốn người chung sống Trong một nhà Hiện nay gia đình nhỏ rất nhiều Hai vợ chồng Hai đứa con Thì phải học điều gì? Học lục hoàng kính Tạo thành thói quen này Trong bất kỳ trường hợp nào Đều có thể chung sống hòa hợp với hết thảy mọi người Điều này quan trọng Không hòa hợp được với đại chúng Không hòa hợp được với đồng tu vậy thì càng sai rồi Làm thế nào có thể chung sống Hòa hợp với dân tộc khác với tôn giáo khác đây gọi là phật pháp trong phật pháp không có xung đột trong phật pháp không có giới hạn tại sao vậy phá trừ biên kiến biên kiến là giới hạn không có giới hạn là viên dung là vô ngại Câu hỏi tiếp theo Đệ tử sao chép lại rất nhiều sách của Phật giáo Và địa dạng kinh của Pháp Sư Sau đó lưu hành số lượng lớn Hy vọng có thể rộng kết Pháp duyên với đại chúng Nhưng bị phê bình là Pháp Luân Công Ảnh hưởng môi trường làm việc của người nhà Xin lão Pháp Sư từ bi chỉ bảo <laughs> mọi người đều biết pháp luân công không phải là phật pháp nhưng pháp luân là ký hiệu của phật giáo họ dùng pháp luân dùng danh từ này cũng dùng hình ảnh này khiến rất nhiều người trong xã hội đại chúng hiểu lầm pháp luân là phật giáo đệ tử phật chúng ta nhất định phải rõ ràng thấu suốt chuyện này phải giải thích rõ ràng tông phái phật giáo rất nhiều có thể thành lập tông phái mới không có thể tông phái đều là người đời sau thành lập nhưng mà bất kỳ tông phái nào nhất định phải căn cứ theo kinh giáo mà đức phật thuyết pháp luân công không có hoặc không căn cứ theo kinh giáo của đức phật mà tự mình giết ra vậy thì vốn không liên quan tới phật giáo Nhưng mà ký hiệu này trong cửa Phật chúng ta không đăng ký bản quyền. Hiện tại bị người khác lấy đi. Chúng ta phải chịu tổn hại rất lớn. Chứng ngại sự lưu hành chánh pháp từ nhân quả mà nói tạo tội này vô cùng nghiêm trọng phá hoại hình tượng phật pháp tội phá hoại hình tượng phật pháp này tương đương với phá hòa hợp tăng làm thân phật chảy máu quả báo là địa ngục a tỳ chuyện này là thật nhưng mà tôi tin tưởng họ không tin tưởng nếu như họ thật sự tin tưởng chắc chắn không dám làm như vậy họ chắc chắn không tin hiện nay nếu như đã tạo thành chứng ngại lớn như vậy Đối với Phật Pháp Chúng ta nên tránh né Bản thân chúng ta Phải làm đúng Tu hành theo chánh Pháp Đừng để xã hội đại chúng hiểu lầm Chúng ta là tà giáo Điểm này quan trọng Hiện nay Phật giáo trong xã hội này chúng ta thường nói có sáu hình thức khác nhau đây là một loại tà giáo không phải là phật pháp chân chánh phật pháp chân chánh ít nhất có năm loại chúng ta nói là phật giáo truyền thống Thích Ca Mâu Ni Phật là truyền thống Ngay cả đời giảng kinh dạy học Từ 30 tuổi Khai ngộ Đến 79 tuổi viên tịch Trong kinh tượng nói Giảng kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm Thuyết Pháp là dạy học Cả đời Thế Tôn chưa từng xây chùa chiền Lúc qua đời Dưới cây sa la sông thọ Ở trong rừng Không phải ở trong phòng Ngài làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta Thực sự buông xuống ngoài ra còn có phật giáo tôn giáo hiện nay phật giáo tôn giáo thông thường mà mọi người nhìn thấy đây là biến chất phật giáo không phải là tôn giáo nhưng mà biến chất thành tôn giáo chúng ta cũng không thể phủ nhận có phật giáo học thuật hiện nay một số ngành triết học trong đại học dùng kinh luận của phật làm khóa học nghiên cứu phật giáo biến thành học thuật hiện nay chúng ta thấy ở trong nước có phật giáo tham quan du lịch còn có phật giáo doanh nghiệp chúng ta đều phải nhận thức rõ ràng bản thân chúng ta rốt cuộc học loại nào không thể không rõ ràng Câu hỏi tiếp theo Liệu có thể đồng thời tu Pháp môn niệm Phật Trên nền tảng tu mật tông không? Có thể Thiền cũng có thể Mật cũng có thể Giáo cũng có thể Như hoa nghiêm thiên thai Bởi vì trong kinh vô lượng thọ Bạn xem Bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư Trong phẩm ba bậc dạng Xanh Tổng cộng có bốn đoạn Bốn đoạn kinh văn Phía trước là bậc thượng, bậc trung, bậc hạ Đoạn cuối cùng là nhất tâm ba bậc Đây là khoa phán mà Pháp Sư Từ Châu dùng Đó là gì? Đó là học các tông phái khác nhau Đem công đức tu hành Hồi hướng cầu sanh tịnh độ Đều có thể giảng sanh Cho nên mật tông cũng không ngoại lệ Niệm Phật đương nhiên có thể giảng sanh Thơ cận đại là cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Là tấm gương rất tốt Ngài là Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông Lúc Ngài giảng sanh Là niệm A-di-đà Phật Cầu sanh tịnh độ Tôi nghe nói Khoảng thời gian trước khi giảng sanh Mỗi ngày Ngài niệm 140.000 câu Phật hiệu Ngài niệm bốn chữ a di đà Phật a di đà Phật Mỗi ngày niệm 140.000 câu giảng sanh Đây là Ví dụ điển hình Câu hỏi tiếp theo ở trời phi tượng phi phi tượng xứ Là một trong tám nạn Tám dạng đại kiếp không nghe Phật Pháp Tại sao trong kinh địa tạng nói Cho đến trời phi tượng phi phi tượng xứ Tất cả thiên chúng lòng chúng Cùng các chúng quỷ thần Đều đến hội họp Bất kể là Cõi nào Đều có Phật Bồ Tát Thị hiện trong đó Cũng đều có người Từng trong đời quá khứ Nghe qua Phật Bồ Tát Thuyết Pháp ở nhân gian Hoặc ở trời dục giới Trời sắc giới Đây là hạt giống Phật Pháp Trong A Lại Gia Thức Của họ Người có hạt giống Thì có duyên có thể tham dự Pháp hội địa tạng Ở cung trời đau lợi Nếu như Người đó chưa từng tiếp xúc qua Trong a là giá thức Không có hạt giống Phật Pháp Thì họ không thể tới tham dự Còn về Nạn này Là nạn không nghe Phật Pháp cho nên cũng có trường hợp đặc thù đạo lý này không khó hiểu có con đường đặc thù có nhân tố đặc thù có điều kiện này họ có thể tham gia chúng ta biết dụng ý vật dạng tám nạn hy vọng chúng ta đừng phát tâm tới những chỗ này Tại vì sao Phật Bồ Tát Không tới trời tứ không Độ hóa chúng sanh Nguyên nhân là gì Người cõi này Ở trong tiền định thâm sâu Không thích người khác Tới làm phiền họ Đạo lý ở chỗ này Cho nên nơi đó Không có Phật Bồ Tát tới giáo hóa Trời tứ thiền có Trời tứ không không có Nói đó là một trong tám nạn Là khuyên chúng ta đừng phát tâm tới nơi đó Dụng ý ở chỗ này Chúng ta không thể không biết Câu hỏi tiếp theo con của đệ tử năm nay 12 tuổi Thường có thể nhìn thấy chúng sanh Tới tham gia tam thời khởi niệm Nói chuyện, kể chuyện cười với họ Xin hỏi đứa trẻ như vậy có bị ảnh hưởng không? Nên làm thế nào mới tốt? Đứa trẻ này có linh tánh Đương nhiên Có phải đứa trẻ nào cũng có nhưng mà đứa trẻ có năng lực này Đích thực không ít Chúng có thể nhìn thấy những thứ Mà người bình thường chúng ta không nhìn thấy Chúng nhìn thấy được Nhìn thấy cũng không sao Nhưng dần trưởng thành Giọng niệm của chúng nhiều Chúng sẽ không nhìn thấy nữa Chứng minh rằng lúc nhìn thấy Giọng niệm của chúng ít Tâm địa thanh tịnh Chúng mới có thể thấy được con trẻ chuyên đọc đệ tử quy Lại thêm kinh A-di-đà Làm thời khóa cố định Xin hỏi như vậy có đúng pháp không? Có thể Tốt nhất Chúng là trẻ nhỏ Đọc đệ tử quy Đọc cảm ứng thiên Đọc kinh thập thiện nghiệp đạo Đây là gốc rễ của nho thích đạo Từ nhỏ cắm gốc rễ này tốt Kinh Di Đà qua hai năm sau Hãy đọc cũng không sao Trước tiên phải cắm dựng cốc rễ Thứ hai Con trẻ từng hỏi con Mẹ ơi bây giờ con niệm Phật có thể giảng sanh không Nếu như đứa trẻ thật sự có thể giảng sanh Đối với người xung quanh chưa học Phật Liệu có tạo ra ảnh hưởng không tốt không có ảnh hưởng tốt Cũng có ảnh hưởng không tốt Ảnh hưởng không tốt Sợ là người bình thường Họ có con cái Nhìn thấy đứa trẻ niệm Phật giảng sanh Họ không dám cho con cái học Phật Đây là ảnh hưởng không tốt Ảnh hưởng tốt Đó là con trẻ niệm Phật Đều có thể giảng sanh Người lớn chúng ta càng nên nỗ lực Lấy chúng làm gương Cho nên ảnh hưởng này có hai mặt Không chỉ là một mặt Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta giải đáp tới đây thôi Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tình độ Trên đình bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này đồng xanh cõi cực là nam mô a di đà phật